Hương sắc hoa lan xin chào cả nhà. Hôm nay em chia sẻ 4 chậu grass và 2 chậu dendro chớp. Một cây là dendro chớp thì hôm nay em chia sẻ hàm hương. Và cây lavender. Trước tiên thì em sẽ chia sẻ mấy cái chậu grass này trước nha. Cái cây này là cây ba lưỡi. Cây ba lưỡi này khi mà trồng đến cái thời điểm mà nó đã ra hoa được rồi thì nó sẽ cho hoa hoài luôn. Và cái thể loại này là cái thể loại dễ nhảy con, dễ nhảy hướng, thì nó sẽ cho được rất là nhiều vòi hoa. Hoa nó rất là thơm. Cái chậu không hoa nha. Hoa này là em mới cắt từ cái chậu to đó, cắt ra thôi. Em cắt từ chậu to ra và trồng đây. Nhưng mà cây em bán là cây này. Cây không hoa, xin 4 thân một mang, xin 200.000 đã bao gồm phí ship. Em chia sẻ là 200.000 đã bao gồm phí ship. Cây này cũng rất là đáng chơi tại vì nó rất là khỏe. Cây này nó cực kỳ khỏe luôn, rễ nó thì gọi là bao la luôn. Rễ nó bao la, nó rất là khỏe, nó rất là dễ nhảy, nhảy hướng á, nhảy hướng thì nó sẽ cho được cái nhiều đầu thì sẽ cho được nhiều nụ. Chậu này thì em thuần bằng than. Thuần bằng than mà trồng chay á nha cả nhà. Mình xịt thuốc thì trên trồng chay á, nhưng mà rễ nó ra nó cũng rất là đẹp luôn. Bạch khoa nó còn gọi là rất là đẹp nè, nghe thấy không? Nhưng mà nó rất là bền, sau này nó sẽ chuyển sang màu trắng nó cũng là rất là cưng luôn. Màu hồng cũng cưng mà màu trắng cũng cưng nữa. Đẹp quá trời đẹp luôn, mà nó thơm nữa. Cây này thơm. Lúc trước mình không thích, nhưng mà sau này mình thấy nó ra hoa hoài cái mình bắt đầu mình thích đó. Lúc trước mình đợi thời gian dài ấy, nó mới cho hoa. Xong rồi cái bây giờ nó đã ra được rồi, nó cho hoa hoài luôn, có bụi to lắm. Bụi to cái nó ra hoa hoài luôn, mình đang cắt à. Một chậu to mình cắt được bao nhiêu ta? 7-8 hướng gì đó, mà trong đó 3 hướng đã đang hoa rồi. 3 hướng đang hoa. Em chia sẻ cái chậu này là 200.000 đã bao gồm phí ship, chậu không hoa, zin không hoa nha. Em để cái tay vô để cho cả nhà biết được cái size cây. Rồi, tiếp theo thì em chia sẻ cái chậu Chip Candy Perfume. Cây này cũng thuộc lại là cái cây thơm. Thơm cực kỳ. Cái màu hoa của nó phải nói là nó rất là đẹp, màu hồng. Màu hồng rất là đẹp luôn. Chậu không hoa, thân cao to này em chia sẻ, nhưng mà nó bị hư một mắt ngay đây rồi cả nhà ơi. Nên nó sẽ chỉ có 2 thân lại một măng zin thôi. Em chia sẻ để cho cả nhà làm giống là 150.000 đã bao gồm phí ship luôn. 150.000 đã bao gồm phí ship. Chậu này em thuần bằng than. Rễ nó ra nè. Cắn một cái không? Đầu rễ xanh không? Chậu này tiếc một cái là nó đã bị mất. Nó bị hư cái mắt ngủ ngay cái thân giữa rồi. Cho nên nó em bán á, em để giống cho cả nhà siêu tầm cái cây này á, là 150.000 đã bao gồm phí ship rồi. Cây này hoa nó đẹp lắm thật sự luôn á, nó hoa chùm màu hồng mà nó thơm nữa. Nghe cái tên là mọi người biết rồi, Chip Candy Perfume. Perfume ở trong tiếng Anh đó là nước hoa. 150.000 chậu không hoa, 150.000 đã bao gồm phí ship cho chậu Chip Candy Perfume. Tiếp theo là cây này là cái cây cát nhớ nữa. Nhưng mà cái cây này thì em hay kêu nó là cái cây chó đốm, tại vì nó giống như con chó đốm vậy á, rất là đẹp luôn. Hồi trước cái cây này mắc lắm đó,
cây này bà bán 300 ngàn một thân nè, 300 ngàn một thân, mà lúc đó là chưa có chồng đâu, bán thân không á, về là 300 ngàn một thân rồi. Nhưng mà mình thấy cái mặt hoa nó gọi là xuất sắc á, cây này được dạng là mặt hoa rất là xuất sắc, rất đẹp và rất xiên hoa nữa, bền. Cây này em cũng rất là thích luôn, rất thích cho nên là mới mua. Chỗ chia sẻ như vậy, hai thân một măng như vậy, em chia sẻ là 300 ngàn đã bao gồm phí ship chỗ không hoa nha. Chỗ không hoa tất cả thuần bằng than hết nè, cả nhà thấy rễ không? Rễ xanh. Rễ màu xanh. Mấy cọng rễ này á, hồi xưa lại không tiếc, và bây giờ mà đụng tới đó, trời sao thấy tiếc quá. Nó mà gãy cái đứt ruột, đứt gan. Rồi cái cây tiếp theo em chia sẻ nữa đó là cây Best Ho này. Cây Best Ho Nhật lần trước em cũng có nói rồi. Lần trước em bán như 400 ngàn rồi ta, 400 ngàn chậu to đi hai hướng. Cái chậu này em bán là cây Best Ho này là cây Nhật á. Nhưng mà hôm nay em có cái chậu nhỏ em chia sẻ để cho cả nhà mua làm giống, đó là 1, 2, 3, 4, 300 ngàn đã bao gồm phí ship. Em bán chia sẻ cái chậu này là 300 ngàn đã bao gồm phí ship, đầy đủ mắt ngủ luôn, không hoa. Cây này mà nó đã cho hoa rồi á, trời ơi cho hoa hoài luôn. Cái hoa nó to lắm cả nhà ơi, mà nó ti á, nhìn ơi, nhìn đã lắm, nhìn thích lắm. Cây này là cây Nhật nên thân lá của nó rất là khỏe, mặt hoa của nó cũng khỏe nữa. Nhìn thấy là nó đẹp, đẹp dễ sợ luôn á. Đẹp mà đẹp dễ sợ. Đẹp lắm. Phải để cho nó vài thân nữa là nó bắt đầu cho hoa. Rồi bên em cũng làm miếng xịt thuốc kích hoa. Cũng làm miếng bỏ phân. Chậu này em chia sẻ cho cả nhà dễ sưu tầm là 300 ngàn đã bao gồm phí ship. Cái chậu kia 400 ngàn thì em đã bán rồi. Giờ em còn cái chậu này nè, để cho cả nhà dễ sưu tầm. 300 ngàn đã bao gồm phí ship cho chậu Best Ho này nha. Chơi Rush là phải có cây Best Ho này. Đây là cây Nhật đó cả nhà ơi. Lúc trước mua là 500 ngàn một thân, là 500 ngàn hai lá. Trong lúc trước nữa là mua 500 ngàn một thân. Sau đó nó giảm từ từ, bây giờ mình bán là chưa tới 100 ngàn một thân. Nhưng mà cũng nên rất đáng sưu tầm luôn. Đó là 4 cây hôm nay em chia sẻ, và tiếp theo em chia sẻ đó là cây Hàm Hương. Mấy cây chớp á, dạo này nó tăng giá nha, tăng giá lại rồi cả nhà. Em không có cây để bán luôn. Có nhiều anh hỏi sao em không lên Dendro, mà thật sự là bây giờ cây đâu mà bán, người ta mua hết rồi. Hiện tại em có chậu Hàm Hương này nè. Chậu Hàm Hương này em bán cho cả nhà nè, để dễ sưu tầm luôn á. Tương đương nó lên cái măng cỡ này rồi, tương đương gần 2 thân rồi. Mà cái chậu này nó đã đi rễ rồi, đi rễ khỏe rồi. Em chia sẻ cái chậu Hàm Hương này nè là 1 triệu đồng nè, đã bao gồm phí ship nha. Chiều cao thì tầm 12 đến 15 xăng á. Chiều cao của cái thân này nè là 12 đến 15 xăng. Mắt ngủ đầy đủ cả nhà xem. Mắt bên cạnh nó cũng đã sưng lên rồi nè. Cây là cây Hàm Hương. Hàm Hương, chớp Hàm Hương thì nó thơm. Măng nó cũng khỏe nè. Đây là tầm 12 đến 10 12 đến 10 10
12 đến 15 xăng hồi nãy mình đo không kỹ lắm nhưng mà mình nhớ là 12 đến 15 xăng. Đây là cây hàm hương, em chia sẻ với giá là 1 triệu đồng đã bao gồm phí ship nha. Cây chớp bây giờ nó đang lên dữ lắm cả nhà ơi, bán rồi á là không có tiền mua cây khác luôn á. Tranh thủ lúc này nó đang còn ok này, cái mọi cái em hương hồi xưa mắc lắm á, còn bây giờ nó đỡ rồi. Em chia sẻ cái chậu như vậy á, thì cả nhà giờ mua về dễ dễ đi hơn, dễ đi là có nghĩa là dễ cái ngọn á, nó đi khỏe, cái ngọn nó đi khỏe thì về cả nhà dễ dễ trồng, không cần thiết phải đợi thời gian giống như mua cái hướng mua cái thân già với ngồi đợi nữa mệt hơn nữa. Đây này em bán cả triệu nè, 1 triệu đồng. Bây giờ em cầm 1 triệu đồng mà em lên mấy cái chú nghệ nhân mà em mua á, không có cửa luôn, khổ ghê. Rồi tiếp theo em chia sẻ này là cây lavender nè, cây này cây lavender lúc trước cũng mắc lắm, mà cây này em chia sẻ là một thân một măng sắp thành hai à. Với lại cái mầm bên kia nó cũng đã bật rồi, cái măng bên kia nó bật rồi, cả nhà thấy không? Rễ thì cái chậu này cũng không biết nó đã đi tới đâu rồi, nhưng mà thấy đầu rễ xanh không, đang đi á. Cái đầu rễ xanh thì đang đi á, mà mình thấy nó đang phát triển tốt á. Chậu này em cũng bán cả 1 triệu đồng á, 1 triệu đồng đã bao gồm phí ship nha. Thật sự bây giờ cả nhà cứ cứ tìm hiểu đi, chứ cây này mình thấy 1 triệu đồng cho cây này nó rẻ lắm luôn rồi đó, rẻ thật sự rẻ. Lúc trước mình mua cái cây này mắc lắm cả nhà ơi, mà đến mà lúc mà mua mà đến lúc mà mua cây nó cũng chưa có phát triển ổn định, mua về tốn khoảng thời gian để chăm sóc, tưởng đâu là ổn định rồi, thế là nó chưa ổn định, mua về nó chốc hết trơn, thế là phải chăm tiếp, đến mua đến bây giờ vẫn chưa khai thác được luôn. Cây này là cây lavender tầm 15 xăng á cả nhà, cây này tầm 15 xăng, để tay vô cho cả nhà biết cái thân đó. Cây này tầm 15 xăng em cũng bán cả 1 triệu đồng, 1 triệu đồng đã bao gồm phí ship. Hôm nay em chỉ có hai cây này thôi, cây dạng đỏ xưa hôm nay nó lên cao quá rồi, như nhân 70 rồi đó. Giờ em bán hai, trời cái cặp này đẹp quá rồi cả nhà ơi, nó là cái thân đầu nó được bật cái mầm này rồi, cái mặt bờ cái mắt bên kia nó cũng đã bật luôn rồi, thấy rồi nó đẹp đến cỡ nào rồi, mua về là có lợi luôn, mua về là tách ra được chậu rồi đó. Cái chậu này mỗi chậu 1 triệu, cả nhà thích cây nào thì cứ chụp hình gửi qua Zalo cho em, số điện thoại Zalo của em là 0903 7048, 0903 7048. Rồi cảm ơn cả nhà đã theo dõi Hương Sắc Hoa Lan. Xin chào cả nhà và hẹn gặp cả nhà vào video tiếp theo. Bye bye. Đẹp quá. Mai á, có thể là sẽ lên cái chậu vàng đỏ xưa. Ba thân hay hai thân gì đó, hai thân. Nhưng mà cũng đẹp lắm, nó đang đi rẻ đẹp lắm, đang phát triển, mua về xin lại liền. Ngày mai mình sẽ lên, ngày mai sẽ lên cái chậu vàng đỏ xưa. Ok rồi, cảm ơn cả nhà, bye bye.